Xăng đã tăng lên đến mức giá cao nhất từ trước đến nay. Từ 8 giờ tối ngày 17 tháng 7, giá xăng đã tăng 460 đồng một lít, trong khi giá dầu tăng 420 đến 480 đồng một lít. Với mức tăng này, xăng 95 lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 25.000 đồng một lít, trong khi đó xăng 92 lên đến 24.570 đồng, cao hơn mức kỷ lục vào hồi tháng 3 20 đồng. Theo thông cáo của Bộ Tài chính phát đi vào tối 17 tháng 7 cho biết, do giá xăng dầu trên thị trường thế giới gia tăng và tính chờ đến hết ngày 10 tháng 7, quỹ bình ổn giá chỉ còn khoảng 61 tỷ đồng, nên Liên Bộ Tài chính và Công Thương chấp thuận tăng giá xăng cho sử dụng thêm một phần của quỹ bình ổn giá, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp cắt giảm 2/3 mức lợi nhuận trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng. Bộ Tài chính cho phép các doanh nghiệp tăng giá bán lẻ tối đa không vượt mức chênh lệch 468 đồng một lít. Đây là lần gia tăng giá xăng lần thứ tư kể từ đầu năm nay và lần tăng giá thứ ba liên tiếp trong mới hơn một tháng này. Trong đó, mức tăng 460 đồng mỗi lít xăng cao thứ hai trong các lần điều chỉnh, chỉ thua lần điều chỉnh 1.400 đồng vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. Lần gần nhất giá xăng tăng là vào ngày 28 tháng 6, thêm 400 đồng. Việc xăng dầu tăng giá không có gì là bất ngờ vì trong những ngày gần đây, các doanh nghiệp đã liên tục thăng lỗ. Điều khác lạ trong lần này là Bộ Tài chính gửi thông cáo gần nửa tiếng đồng hồ sau khi các công ty đã bán giá mới, khác hẳn với những lần điều chỉnh trước đây. Giá xăng dầu gia tăng làm cho người dân thêm lo lắng đối với tình trạng vật giá không ngừng leo thang tại Việt Nam.